Xin chào các quý vị khán thính giả của Sống An Vui. Vì chúng ta sẽ dành đến tận 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ, nên Sống An Vui khuyên bạn nên xem hết chương trình để hiểu rõ hơn về tư thế ngủ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe. Thưa quý vị, tục ngữ nói thuốc bổ không bằng thực bổ, thực bổ không bằng giác bổ, nghĩa là dùng thuốc bồi bổ không bằng ăn để bồi bổ, ăn để bồi bổ không bằng ngủ để bồi bổ. Nói tóm lại, giấc ngủ là loại thuốc bổ tốt nhất. Trong quá trình lao động, làm việc, học tập, cơ thể của chúng ta tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngoài việc dựa vào ăn uống để bồi bổ tăng cường sức khỏe, còn cần dựa vào giấc ngủ để hỗ trợ giúp sức khỏe tốt hơn. Vậy làm gì để dễ ngủ và có giấc ngủ ngon lành mỗi khi đặt lưng lên giường? Sống An Vui sẽ chia sẻ tới quý vị các tư thế ngủ chuẩn nhất cùng cách bày trí không gian theo phong thủy cho một giấc ngủ lý tưởng. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy tay, chân lưng lạnh, đó là do dương khí không đủ gây ra. Nguồn gốc tiên thiên của thận tạng là cửa ngõ của sinh mệnh. Nếu thận dương bị hư tổn, làm suy giảm chức năng của cơ thể, sẽ xuất hiện triệu chứng trên. Dưới đây là những hướng dẫn giúp bạn bảo toàn đầy đủ dương khí. Hai tư thế ngủ có thể bổ thận kỳ diệu hỗ trợ việc cải thiện giấc ngủ cho bạn. Một, tư thế hoàn dương ngọa. Khi luyện tập, trước tiên cần nắm rõ về tư thế hoàn dương ngọa. Có thể luyện tập trước khi đi ngủ buổi tối hàng ngày. Nằm ngửa, tư thế thả lỏng, các khớp xương thả lỏng hoàn toàn. Hai chân cong, hai bắp chân hướng vào trong. Chụm hai gan bàn chân vào nhau. Co chân lại, sao cho hai gót chân chạm nhau. Gót chân hướng về phía đáy chậu. Hai bàn tay đặt lên bụng, sao cho lòng bàn tay hướng về phía bụng. Hai đầu các ngón tay chạm vào nhau để nhẹ nhàng dưới vùng rốn. Cơ thể thư giãn tối đa, hít thở sâu, nín thở nhẹ, thở ra hết hơi trong lồng ngực. Khi thở ra, có thể thở bằng miệng để bụng hóp càng sát xuống phía lưng càng tốt. Cách làm này nhanh chóng đẩy dương khí lên cao, bổ sung nhiều oxy, làm cho thận ở trong trạng thái sung mãn nhất. Cơ thể thư giãn tối đa, tập 30 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. 2. Tư thế hỗn nguyên ngọa. Sau khi tập luyện tư thế hoàn dương ngọa 1 tháng, có thể tập luyện phương pháp ở tầng thứ cao hơn, đó là hỗn nguyên ngọa. Tư thế này sẽ nâng cao lên một bậc nữa so với tư thế hoàn dương ngọa để có tác dụng cao hơn mấy phần. Tư thế nằm đa phần giống với hoàn dương ngọa, chỉ khác là đổi vị trí cho tay. Hai tay đan các ngón vào nhau và đặt nhẹ lên nhau, đưa lên đỉnh đầu, áp sát bàn tay vào đỉnh đầu. Cách hít thở giống như tư thế hoàn dương ngọa. Vị trí này có tác dụng trị liệu không chỉ đối với việc dưỡng khí mà còn bổ thận, giúp thư giãn đầu óc, giảm chứng mất ngủ, chứng suy nhược thần kinh. Chuyên gia đông y cho rằng khi hai tay đan chéo 10 ngón vào nhau để trên đỉnh đầu, hai lòng bàn chân đối diện và áp sát nhau tạo thành một vòng cung hoàn toàn kín. Vòng tròn này sẽ giúp cho khí huyết lưu thông từ nơi này đến nơi khác trong cơ thể mà không bị đứt đoạn, giúp cho thận thư giãn một cách tối đa. Điều cần chú ý khi ngủ. 1. Phương hướng quay đầu khi ngủ. Khi ngủ, đầu nên quay về hướng Bắc, chân ở hướng Nam. Cơ thể có thể nhận được sự ảnh hưởng của từ trường trái đất vào bất kể thời điểm nào. Trong quá trình ngủ, não bộ cũng đồng thời nhận được những can nhiễu của từ trường trái đất. Khi chúng ta áp dụng tư thế ngủ trên, sẽ làm đường từ trường xuyên qua cơ thể một cách ổn định, hạn chế tối đa nhất những can nhiễu của từ trường trái đất tới cơ thể. 2. Tư thế ngủ. Dưới đây
là ưu điểm và nhược điểm của các tư thế ngủ phổ biến của con người. Tư thế 1, nằm ngửa, chân và tay duỗi thẳng. Tư thế nằm ngửa với hai tay duỗi thẳng được coi là tư thế ngủ tốt nhất. Tư thế này tương tự tư thế Savasana trong yoga, được biết đến với tên gọi khác là tư thế chiến binh. Tư thế này mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Tư thế chiến binh giúp cột sống và cánh tay được thư giãn, giảm trào ngược axit dạ dày, chữa mất ngủ, giảm đau đầu và ngăn ngừa việc xuất hiện các nếp nhăn trên khuôn mặt. Tuy nhiên, nằm quá lâu ở tư thế này có thể gây đau lưng dưới, ngáy lớn hoặc ảnh hưởng xấu tới thai nhi ở những phụ nữ mang bầu. Giải pháp: hãy thử nằm ngủ mà không dùng gối. Ngủ không gối sẽ giữ cho cơ thể bạn ở vị trí trung lập và giảm tình trạng ngáy lớn tiếng. Tư thế 2, chân dang rộng, tay đặt gập ngang đầu. Đây là tư thế hoàn hảo giúp cổ và cột sống được thư giãn thoải mái. Tư thế này khiến người ngủ có một giấc ngủ ngon hơn, giảm khả năng đau đầu, hạn chế việc xuất hiện các nếp nhăn và giảm trào ngược axit dạ dày. Tuy nhiên, tư thế sao biển, một tên gọi khác, có thể khiến người ngủ ngáy to hơn, đặc biệt ở những trường hợp bị khó thở khi ngủ. Bên cạnh đó, vị trí của cánh tay có thể gây áp lực lên các dây thần kinh ở vai, từ đó gây đau vai. Giải pháp: tránh sử dụng gối trong khi ngủ ở tư thế này để đầu, cổ và cột sống của bạn được nghỉ ngơi ở tư thế tự nhiên. Tư thế 3, nằm nghiêng, chân tay duỗi thẳng. Đây là tư thế ngủ lý tưởng cho cột sống vì nó nhận một sự hỗ trợ hoàn toàn. Tư thế 3 giúp ngăn ngừa đau lưng và cổ, giảm chứng khó thở khi ngủ và được cho là tư thế ngủ tốt nhất cho bà bầu. Tuy nhiên, vì chân đặt phía trên không có đủ lực đỡ, khả năng cao là bạn có thể bị đau lưng hoặc đau hông khi ngủ ở tư thế này. Bên cạnh đó, ngủ nằm nghiêng có thể dẫn đến lão hóa da sớm, xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt và ngực chảy xệ. Giải pháp: ở tư thế này, bạn nên sử dụng một chiếc gối lớn, đặt gối giữa hai đùi để hỗ trợ đỡ chân phía trên của bạn. Tư thế 4, nằm nghiêng về bên trái, gối đầu tay. Đặc biệt hơn ở tư thế này là khi cơ thể quay ngược về phía bên trái, dạ dày sẽ giảm một lượng trào ngược axit đáng kể, cũng như giảm chứng ợ nóng. Ngủ trong tư thế này loại bỏ chất thải từ não hiệu quả hơn và giảm nguy cơ phát triển Alzheimer hoặc là Parkinson. Tuy nhiên, việc nằm nghiêng hạn chế lưu lượng máu vận động và gây áp lực lên các dây thần kinh, có thể dẫn đến đau ở vai và cánh tay. Việc nén dây thần kinh sẽ gây căng thẳng cho các cơ quan nội tạng như dạ dày, gan và phổi. Giống tư thế 3, nằm nghiêng có thể gây ra ngực chảy xệ và lão hóa da sớm. Giải pháp: chọn một chiếc gối được bọc bằng vải satin để giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt. Đặt một miếng đệm nhỏ giữa hai đầu gối để hỗ trợ chân phía trên của bạn. Tư thế 5, nằm nghiêng và cong người, đầu gối co lên gần ngực. Tư thế 5, hay còn gọi là tư thế bào thai, là tư thế ngủ phổ biến nhất ở người phụ nữ, giúp giảm tối đa tình trạng ngáy và ngăn chặn sự trào ngược axit dạ dày. Tuy nhiên, tư thế này giống như các tư thế ngủ nghiêng về một bên có thể gây ra nếp nhăn ở da và ngực chảy xệ. Giải pháp: sử dụng một chiếc gối chắc chắn để đỡ lực đè nặng từ đầu của bạn. Mỗi tư thế ngủ đều mang lại lợi ích và tác hại khác nhau. Vì vậy, cơ thể con người thường linh hoạt chuyển các tư thế trong đêm để đảm bảo một giấc ngủ ngon. Ngoài việc sinh hoạt điều độ, nguồn năng lượng trong phòng cũng tác động rất lớn đến giấc ngủ. Bởi vậy, hãy tạo nên nguồn năng lượng tốt bằng các ứng dụng phong thủy để có được một không gian lý tưởng, tạo cảm giác an tâm khi bước vào giấc ngủ. 5. Không gian ngủ.
nhiệt độ. Các nhà khoa học nghiên cứu về giấc ngủ thì giấc ngủ có thể bị ngắt quãng do nhiệt độ và điều kiện khí hậu. Vì thế, một căn phòng thoáng mát sẽ mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon. Vào mùa đông, nhiệt độ phòng lý tưởng là từ 33 độ C đến 35 độ C. Và mùa hè nên giữ nhiệt độ ở khoảng 24 độ C với sự trợ giúp của điều hòa nhiệt độ, quạt trần và máy tạo ẩm không khí nếu bạn thấy khó thở hay ngạt mũi do thời tiết oi bức. Ánh sáng mạnh ở ngoài trời là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cơ thể. Đồng hồ sinh học thường hoạt động khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ và khi chúng cảm thấy nguy hiểm. Ánh sáng chói sẽ khiến bạn trằn trọc, bóng đêm trong phòng ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon giấc hơn. Vì thế, giảm tối đa ánh sáng nơi bạn ngủ để không bị tỉnh giấc sớm, cũng như làm giấc ngủ của bạn chập chờn. Có thể tránh những ánh sáng trực tiếp bằng cách che mắt bằng miếng vải mềm hoặc hạn chế ánh sáng ở mức thấp nhất bằng cách sử dụng đèn ngủ, TV, máy tính. Theo nghiên cứu của Tổ chức Sức khỏe Mỹ, 87% những người xem TV vài giờ trước khi lên giường đi ngủ, ít nhất là vài tối mỗi tuần. Làm việc, xem TV, sử dụng máy tính trong phòng ngủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Các chương trình mang tính bạo lực, bản tin thời sự và các câu chuyện trước khi đi ngủ làm bạn khó ngủ hơn, cũng như ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Vì thế, bạn nên mang TV, máy tính tránh xa khỏi phòng ngủ của bạn và biến phòng ngủ thành một nơi chỉ để ngủ. Đệm, nhìn từ góc độ kết cấu sinh lý của cơ thể con người, các loại đệm mềm không tốt cho sức khỏe. Ngủ trên những chiếc đệm mềm khi nằm nghiêng, cột sống của con người sẽ có hình cung, như vậy sẽ làm cho dây chằng và khớp xương ở gần cột sống chịu sức nặng quá tải, lâu ngày rất dễ đau cột sống. Với trẻ em đang trong thời kỳ phát triển xương, nếu ngủ trên đệm mềm sẽ dễ bị cong vẹo cột sống về sau. Với đệm quá cứng, không có khả năng đàn hồi, không tạo cảm giác êm ái, cũng sẽ khó đem lại giấc ngủ ngon. Do đó, tốt nhất chúng ta nên ngủ trên đệm phẳng. Nhờ đó, cột sống về cơ bản là giữ được trạng thái sinh lý bình thường và tốt cho sự phát triển xương của trẻ. Ngoài ra, nó còn có lợi cho việc duy trì các đường cong hình thể của phụ nữ. Cao su thiên nhiên được đánh giá là chất liệu tốt nhất cho việc sản xuất đệm, phù hợp với mọi đối tượng, kể cả người bệnh phải nằm điều trị lâu dài trên giường. Ngoài ra, sợi ceramic với khả năng phát ra tia hồng ngoại lớn. Tia hồng ngoại rất có ích cho sự tuần hoàn máu và giữ ấm cơ thể và dễ dàng hấp thụ bởi cơ thể. Được đưa vào sản xuất đệm rất có lợi cho người sử dụng. Gần đây, trên thị trường còn có sự xuất hiện của đệm từ tính. Đây là loại đệm có đặc tính nhẹ, độ đàn hồi cao, thoáng khí, được thiết kế để giữ cho đầu, cổ và thân thể ở tư thế tự nhiên khi ngủ và chức năng thần kinh lưu thông máu dọc theo xương sống lên não không bị tắc nghẽn trong suốt thời gian ngủ, mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon, chất lượng. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chiếc gối làm bằng chất liệu nhân tạo chứa nhiều bụi bẩn gấp 5 lần chiếc gối làm bằng lông vũ. Những bụi bẩn này dễ gây dị ứng và tổn thương hệ thống miễn dịch. Khi chọn mua gối, hãy lưu ý đến độ cao của nó vì điều này rất quan trọng đối với giấc ngủ. Nếu gối quá cao so với thân người sẽ khiến cổ bị mỏi. Tốt nhất nên chọn những chiếc gối có độ cao vừa phải, bề mặt phẳng. Những người mắc bệnh huyết áp thấp nên dùng gối mỏng để máu dễ lưu thông lên não. Bạn cũng nên lựa chọn các loại vải như satin hoặc cốt tông may áo gối vì chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng giúp giấc ngủ sâu hơn. Ngoài ra, bạn có thể chọn gối từ tính, có các viên từ tính để nâng đỡ vùng đầu, cổ, gáy, vai. Nó không chỉ có lợi cho người bình thường
mà còn tốt cho cả những người hay đau mỏi vùng cổ, vai, gáy, rối loạn giấc ngủ, viêm khớp, đau lưng, chấn thương khi chơi thể thao, căng thẳng hay mệt mỏi kinh niên. Chăn, chăn điện được sử dụng nhiều vào mùa đông vì nó có tác dụng làm ấm cơ thể. Nhưng nhiều người thường ngủ quên mà không tắt chăn điện. Vì thế khi ngủ dậy thường có cảm giác khô da và cổ họng. Tốt nhất nên dùng chăn lông vũ, nhẹ thoáng. Hiện nay trên thị trường mới xuất hiện các sản phẩm chăn, gối từ bông vi sinh hay còn gọi là cốt tông vi sinh. Đây là chất liệu hiện đại có lợi cho sức khỏe bởi nó hoàn toàn không gây kích ứng da, giúp lưu thông khí huyết. Giặt nhiều vẫn giữ được độ mịn đẹp, không bị xù, không có bụi bông nên đặc biệt tốt cho những người già hoặc những người bị dị ứng, bị hen suyễn. Giường, giường là nhân tố quan trọng nhất của phòng ngủ. Bên cạnh việc lựa chọn một cái giường có chất liệu tốt, chắc chắn, sát phẳng, cứng cáp thì việc đặt giường ở vị trí nào trong phòng ngủ là điều bạn nên lưu tâm. Trước hết, bạn không nên đặt giường ngủ chênh vênh giữa nhà. Theo quan niệm phong thủy, sẽ hình thành thế không chỗ tựa khiến bạn khó được quý nhân phù trợ, dễ sinh tiêu cực và thường có cảm giác cô đơn, trống trải, uể oải trong mọi công việc. Bạn không nên đặt đầu giường nằm dưới dầm ngang của trần nhà. Bạn sẽ cảm giác như luôn bị đè nén, bức bối, bất an và tính tình có thể trở nên khô khan. Nếu không còn sự lựa chọn nào khác, bạn nên làm một trần giả hoặc đặt những vật trang trí che kín dầm nhà. Ngoài ra, bạn không nên để đầu giường bị nắng chiếu vào. Khi đó, bạn thường có cảm giác khó ngủ, ngủ không ngon, dẫn đến cáu kỉnh, nóng nảy. Mùi, nếu không khí có mùi hôi và đầy bụi, thì tinh thần và thể chất của bạn sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Chính vì vậy, bạn nên mở cửa sổ thường xuyên, sử dụng máy lọc không khí để mang lại nguồn khí tươi mát vào phòng. Nhớ là cây cảnh chỉ nên trồng ngoài trời, tránh mang vào phòng ngủ. Màu sắc dịu dàng giúp cân bằng nguồn năng lượng trong phòng ngủ. Bố trí màu sắc sao cho hài hòa, dịu mắt sẽ khiến cho thần kinh được thư giãn, dễ ngủ. Gam màu tốt nhất cho phòng ngủ là màu da, đa dạng từ trắng sữa đến màu chocolate đậm. Màu sắc các vật dụng trong phòng nên tương đồng một cách hài hòa thay vì tương phản để đôi mắt luôn thấy dễ chịu. Tranh ảnh, những tấm ảnh hay các tác phẩm nghệ thuật đặt trong phòng ngủ đều có tác động đến tâm trạng của bạn. Bạn nên lựa chọn hình ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật nói lên mong muốn của mình. Còn nếu muốn mang nguồn năng lượng đặc biệt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ vào phòng ngủ, thì bạn hãy lựa chọn hình ảnh hoặc tranh vẽ có ý nghĩa hạnh phúc, vui vẻ hay chủ đề về tình yêu, đôi uyên ương. 3. Thời gian ngủ. 4 mùa của giấc ngủ, mùa xuân và mùa hạ nên ngủ muộn, dậy sớm. Mùa thu nên ngủ sớm, dậy sớm. Mùa đông nên ngủ sớm, dậy muộn. Tốt nhất nên thức dậy trước khi mặt trời mọc. Không nên dậy quá muộn. Thời gian ngủ của một người bình thường khoảng 8 tiếng. Với những người thể chất yếu hoặc có bệnh nên ngủ nhiều hơn. 4. Khoảng thời gian cần ngủ. Dù là người họ nhà cú chuyên thức đêm hay là người ngủ muộn, dậy muộn, đều nên tự nắm được đồng hồ sinh học của cơ thể để nâng cao hiệu quả ngủ nghỉ. Y học cổ truyền Trung Hoa cho rằng giờ Tí khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, giờ Ngọ khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Đây là hai khoảng thời gian có độ chênh lệch nhiệt độ lớn nhất trong ngày, là hai khoảng thời gian cơ thể cần nghỉ ngơi một cách thích hợp nhất. Cổ nhân có câu, thuốc uống trăm thang không bằng ngủ ngon một giấc, nghĩa là một giấc ngủ ngon còn tốt hơn cả dùng thuốc bổ. Thay đổi từ chính không gian ngủ và tư thế ngủ biết đâu sẽ tạo nên chuyển biến lớn trong giấc ngủ của bạn.
Hứa với Sống An Vui là bạn sẽ thử nghiệm ngay tối hôm nay khi nằm trên giường nhé. Chúc quý vị ngủ ngon!